Nhà chức trách Việt Nam đang cân nhắc sẽ cắt Internet đối với những ai bị cho là vi phạm pháp luật khi đưa thông tin lên mạng, một sự leo thang kiểm duyệt đối với môi trường mạng vốn đã hà khắc ở quốc gia này. Đây là một trong 11 điểm mới trong một nghị định mới về quản lý thông tin trên mạng, được Bộ Thông tin Truyền thông soạn thảo và đưa ra lấy ý kiến người dân. Tờ trình của Bộ gửi báo cáo Chính phủ cho biết nhà cung cấp Internet sẽ bị yêu cầu ngừng hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với tổ chức cá nhân có nội dung bị cho là vi phạm pháp luật trên không gian mạng, VN Express đưa tin. Biện pháp này được xem là một cách xử lý nhanh đối với những ai dùng Internet để đưa lên điều bị cho là nội dung chống phá đảng và nhà nước. Việc chặn ngay từ nguồn phát tán thông tin sẽ giúp giảm thời gian và nguồn lực của nhà chức trách trong việc rà soát và gỡ bỏ từng nội dung như cách làm hiện nay, Bộ nói. Ngoài ra, các nhà cung cấp Internet cũng phải ngăn chặn gỡ bỏ nội dung dịch vụ ứng dụng được cho là sai phạm theo yêu cầu của Bộ trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi nhận được lệnh. Các trang, nhóm, kênh, tài khoản đưa nội dung vi phạm sẽ bị khóa tạm thời hay vĩnh viễn. Nghị định mới này cũng sẽ siết chặt việc quản lý người dùng trên các mạng xã hội mà theo đó, các chủ tài khoản phải cung cấp số điện thoại di động để xác thực tài khoản, và đó phải là số điện thoại di động ở Việt Nam. Giới chức Việt Nam lâu nay vẫn buộc các mạng xã hội như Facebook, YouTube hay TikTok phải chặn hay gỡ xuống những nội dung mà họ cho là độc hại hay có tính chống đối chính quyền.